Kính thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị các bạn, các em thân mến Ngày hôm qua là ngày 6 tây tháng 1 đó Là cái ngày mà phải nói rằng là cả thế giới đang theo dõi Rúng động vì những cái vấn đề về bầu cử Tổng thống của năm 2020 đó. Thì um, Ngày hôm qua là cái ngày rất là dài Mà quốc võ phải đi làm show, làm phim ảnh Cho nên không có một cái cơ hội nào Mà rảnh rỗi để mà tâm sự với mọi người Làm cái clip để mình chia sẻ nhưng mà chắc là các bạn cũng đã xem qua nhiều kênh khác, nhiều cái đài khác để biết được một số những cái chi tiết về cuộc bầu cử này. Tuy nhiên thì hôm nay là ngày 7 tây tháng 1 thì quốc võ cũng xin chia sẻ một vài điều nó liên quan đến cái vấn đề bầu cử mà những người mà đã theo dõi quốc võ trong cái kênh này, các bạn cũng đã theo dõi và cũng mong muốn có một cái lời nhận xét gì đó từ quốc võ. Cho nên chúng tôi là chúng ta cũng có thể là chia sẻ với nhau để mình biết thêm những cái chi tiết mà nó đúng nhất. Tại vì đôi khi mình coi chỗ này coi chỗ nọ đó, có những cái những cái vấn đề những cái kênh truyền hình hoặc là những cái bài báo nó viết mà theo phía là một chiều đó, thì đôi khi những cái nhận định nó không được khách quan. Vì vậy cho nên là quốc võ dùng cái kênh youtube của mình để mình chia sẻ những cái điều mà nó có thể là nó đúng, nó hợp hợp ý. Đó, và các bạn cũng có những cái lời comment, cũng có những cái lời nhận xét để chúng ta cùng trao đổi với nhau những cái tin tức nó nó đúng đắn nhất Thì um, cái ngày 6 tháng 1 đã qua Nhưng mà cái câu chuyện nó còn, nó còn đang phía trước các bạn Thật sự mà nói những cái người mà hâm mộ Tổng thống Donald Trump Những cái người mà ủng hộ ông từ trước tới giờ Thì có một số người họ đã quay đầu tại vì họ cũng chưa có biết rõ cái sự thật như thế nào thì mới mới nghe ông um, phó tổng thống là may may ben ổng ổng lên ổng tuyên bố là ông biden đã đắc cử thì cái chuyện đó là chúng ta cũng có những cái nhìn nó thấu đáo trong vấn đề này à, thật sự là bây giờ mới nhìn thấy rõ được cái ý đồ của ông này như thế nào đó cho nên là quốc võ khoan để nói tới ông Mike ben này ông Mike Pence này sẽ nói với một, một cái, một cái clip khác nhưng mà hôm nay là quốc võ tóm tắt lại cái câu chuyện ngày hôm qua để cho các bạn hiểu thêm một số người bạn ở Việt Nam đang theo dõi đó thì cũng chúng ta có thể hiểu thêm vấn đề. Lần ngày hôm qua là vào buổi sáng đó, thì coi như là khi mà họp quốc hội giữa các dân biểu rồi các thượng nghị sĩ về cái những cái phiếu bầu của đại cử tri của những cái bà tiểu bang thì các bạn biết rằng là cái buổi sáng ngày hôm qua có hàng trăm ngàn người tập hợp trước nhà trắng ngay tại thủ đô tức là Washington DC để theo dõi cuộc trực này và tất cả những người mà tập hợp đó đó đa số là người ủng hộ tổng thống Trump nhưng mà không phải là tất cả nha các bạn nha có vợ nói là cái câu chữ đa số thôi chứ không phải là tất cả bởi vì trong đó nó có những cái thành phần Antifa trà trộn vào để có thể là phá rối vì vậy cho nên là khi mà mới có mở những cái phong bì những cái bao thư và về cái số phiếu của đại cử tri của tiểu bang Arizona đó thì mới đầu tiên các bạn biết rằng là <laughs> bên phía của những thượng nghị sĩ trong đó có những dân biểu nữa thì uh, đang tranh luận nhau về cái vấn đề về uh, cái bác bỏ những cái vấn đề về gian lận bầu cử đó là những ý kiến đó thì uh, tự nhiên khi mà cuộc họp nó nó diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó thì tự nhiên có một cái uh, một cái nhóm một cái nhóm người nó tràn vào trong nhà trắng và trong tòa nhà của quốc hội nó gọi là capital đó nó gây phá rối à, họ cầm cờ và sau này chúng tôi mới phát hiện ra nó gọi là chúng ta mới là phát hiện ra qua những cái clip mà quốc võ sẽ chia sẻ sau đây Chắc các bạn thấy rằng là những cái nhóm người này họ họ được cảnh sát thả lỏng cửa để cho họ họ vô chứ không phải là họ tràn vào và họ 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 gây ra những cái những cái điều nó 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 không hay và những cái nhóm người này là những cái nhóm người không phải là những người thật sự ủng hộ tổng thống Donald Trump mà là những cái người sau này khi mà phát hiện ra những cái bộ mặt đó có những người mà đeo cái sừng, sừng giống như sừng trâu các bạn hai ba người đó là những cái người đó là trong cái nhóm antifa nha các bạn nha là nó xúi dục nó kích động nó gây bạo lực đó chứ còn những cái người mà từ xưa giờ các bạn thấy không mấy trăm ngàn người tụ tập tại cái quảng trường lớn đó ở trước cái tòa nhà trắng của quốc hội đó. Các bạn thấy họ họ là rất là ôn hòa và họ không có những cái động thái nào để nói lên cái cái vấn đề về bạo lực, về cái vấn đề về họ biểu tình rất là, là ôn hòa và họ tập trung họ chờ nghe những tin tức. Đó, và khi mà những cái người mà họ kích động họ bị cái hiệu ứng đám đông kích động là tất cả những cái người mà tràn vào trong đó để gây ra những cái cảnh bạo lực trong đó là những cái người bên phía Antifa. Vì vậy cho nên là cảnh sát đã coi như là có những cái động thái rất là mạnh mạnh bạo cảnh sát của quốc hội đó bên trong nhà trắng đó, đã có những cái cái cái, cái vấn đề rất là lòng mạnh bạo mà rồi nó gây ra đổ máu bắn chết tổng cộng là bốn người trong đó có một người là cựu không quân tức là một nữ một nữ cựu không quân của hoa kỳ đó cái vấn đề này là làm cho chúng ta cảm thấy rất là 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 bất bình. À, nhiều người á nhiều người cũng nghĩ rằng là do là là là, là tổng thống nó trong suối dục biểu tình rồi à, nhiều thứ lắm. À, nhưng mà thật sự các bạn phải theo dõi cho kỹ cái câu chuyện và phải, phải xem những cái thước phim quay lại từ những cái người mà ở trong cuộc thì các bạn mới thấy rõ được là mới phân tích được cái nào đúng cái nào sai chứ nếu mà các bạn chỉ còn nghe một phía từ những cái tờ báo cánh tả hoặc là những cái đài truyền hình cnn hoặc là này nọ đó thì các bạn sẽ thấy chỉ có một chiều thôi thì mình không có không có chính xác được là cái nên nó như, nó như thế nào cái người mà nữ quân nhân mà là bị bắn là tức bà tên là, là, là ashley ashley barbic đó là coi như là một cựu không quân của Hoa Kỳ sống tại San Diego à, có thể là một chút xíu nữa quốc võ sẽ cho các bạn coi một vài cái thước phim để mình có một cái chứng cứ chứ nếu mà mình nói cái miệng không thì đôi khi người ta là không có tin vì vậy cho nên là cái vấn đề ở chỗ, ở chỗ là mà khi mà cái, cái cuộc hoạt động này nó xảy ra một cái đó, là có những cái người mà bên phía theo đảng cộng hòa họ lập tức họ đổi sự suy nghĩ tức là những người dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ bên bang cộng hòa tự nhiên đang tranh luận gì là ngon lành gì có thể là họ sẽ ủng hộ cái việc mà bác bỏ những cái phiếu đầu bầu đại cử tri tự nhiên họ là thấy được cái cảnh mà bạo lực đó nó nó, nó nó họ lại đổi suy nghĩ suy nghĩ và họ không họ, họ bác bỏ thẳng trăm trăm luôn tức là không có uh, coi như là tuyên bố là coi như là 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 là, là 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 giữ luôn tất cả những cái phiếu của đại cử tri bởi vậy cho nên là đó là một cái sự thật mà chúng ta phải xem xét lại. Tại vì nhiều, nhiều người rất là đổ lỗi cho tổng thống Donald Trump là ổng là coi như là kích động, nhưng thật sự không phải là như vậy, những cái phần thành phần kích động đó là những cái thành phần mà Antifa. Đó các bạn thấy không? Những cái tháng về trước các bạn còn nhớ không? Tại thành những cái thủ đô uh, những cái thành phố lớn ở Seattle cái cái bọn mà Black Lives Matter đó Antifa đó nó đập phá, nó đốt nhà, nó đốt cửa, thậm chí nó đốt luôn cả nhà thờ rồi nó nó bắn luôn cả, cả cảnh sát, nó đốt xe cảnh sát. Nhưng mà đâu có báo chí nào nói về những vấn đề đó không ạ? À. Đó. Nên là còn những cái người mà ủng hộ tổng thống Donald Trump và rally biểu tình, họ 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 rất là đàng hoàng, họ rất là ủng hòa. Trong đó có rất là nhiều người Việt Nam ở, ở đây. Họ cũng đã đi tới thủ đô Washington DC để tham dự cái buổi tuần hành đó và tham dự cái cái, cái buổi um, À, biểu tình ôn hòa đó chứ không có gây những cái cảnh mà bạo lực mà này nọ, đã tràn vào trong cái tòa nhà quốc hội để mà phải phải bị bắn chết bốn người như thế. Cái chuyện đó là cái chuyện mà không hề mong muốn mà đã xảy ra như thế. À, rồi thì sau đó các bạn biết rằng là Twitter và đến ngày hôm nay là Facebook cũng đã ban luôn cái tài khoản của tổng thống Donald Trump để cho ông không có cái cơ hội ổng trình bày quan điểm cho người hâm mộ và những người ủng hộ ông đó các bạn biết rằng là là họ đã coi như là họ là vu khống nè họ đã chụp mũ nè rồi họ coi như là sách đau luôn tức là sách the mau luôn <laughs> tức là làm cho cứng họng luôn không có thể nào mà mình có thể là mình viết những cái lời bình luận hoặc là những cái gì cả trên twitter hoặc là trên facebook À, rồi nhưng mà trước đó đó thì ông cũng có, có viết một cái một cái dòng trạng thái kêu gọi những cái người mà biểu tình à, kêu gọi những người mà ủng hộ bên phía ngoài của tòa nhà trắng đó là chúng ta nên về nhà và xử xử, xử một cách rất là ôn hòa đó ông nói một cách cũng khá là nhẹ nhàng rồi à, kêu gọi mọi người cứ mọi người cứ đi về nhà rồi bình tĩnh tại vì chuyện đâu còn có đó chứ mình đừng có manh động mình đừng có làm gì cả nhưng mà những cái lời của ông đó thì được dịch lại một cách một cách một cái ý nghĩa khác họ nói rằng là ông nói những cái lời đó là còn gây thêm kích động nhiều hơn đó mà thật sự không phải như vậy nếu mình các bạn nhìn vào một cái cái vấn đề uh, nó, nó 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 tích cực hơn nó uh, tốt hơn thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề nó, nó tốt Chứ còn khi mà mà đã ghét rồi đó thì bây giờ có nói xấu cái nói tốt cỡ nào chăng nữa thì cũng coi như là là xấu các bạn ạ nó là như vậy à, thì à, trong cái buổi sáng ngày hôm nay đó thì ông tổng thống Donald Trump ông cũng lên ông nói rõ rằng là mặc dù thì tôi hoàn toàn không có đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử và sự thật đang đứng về phía của tôi nhưng sẽ có một cái sự chuyển giao quyền lực trật tự vào ngày 20 tháng 1 tôi đã lưu nói rằng thì chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính dù cho đây là một sự kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử của đời tổng thống nước Mỹ nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến của chúng ta để khiến nước mỹ về đại trở lại đó là những lời mà ông donald trump ông đã nói vào buổi sáng ngày hôm nay thì um, cái cuốn phim này nó là một cái cuốn phim phải nói rằng là nó vừa kịch tính nó vừa nóng bỏng và nó vừa đủ thứ trong đây hết mà càng về sau chừng nào nó càng hấp dẫn có nhiều người nghĩ rằng là đây chỉ là một, một cái sự khởi đầu còn cái vấn đề về cái cuộn phim này nó kết thúc như thế nào đó thì chúng ta phải chờ cho đến ngày 20 tháng 11 20, 20 tháng 1 tức là khoảng chừng gần 2 tuần nữa thì sẽ biết kết quả à, một số người bạn quốc võ đó lâu nay đứng về phía Donald Trump đó thì um, cũng có những cái lời nhận xét có người thì uh, uh, nói chung là dĩ hòa quý quý uh, quý tức là sống được uh, à, Trump thua thì thôi không có gì để bàn cãi nữa và có cũng có người thì chiến đấu tới cùng cũng có người là quay mặt lại à, nói xấu nói chung là rất, rất nhiều người có nhiều ý khác nhau tuy nhiên đối với quốc giỏ đó, là một cái người mà cũng làm việc truyền thông và cũng theo dõi cái cái vụ việc này từ đầu tới giờ đó thì thật sự là mình vẫn vững một cái niềm tin à, bây giờ tổng thống donald trump trong lòng các bạn đúng không ạ trong lòng các bạn thì các bạn vẫn giữ cái cái tinh thần vẫn giữ cái tình cảm đó dành cho ông bởi vì những cống hiến của ông trong vòng 4 năm qua thì chúng ta cũng đã thấy. Bây giờ chúng ta thấy cho nên chúng ta phải ủng hộ đúng không? Thì bây giờ giả sử như uh, thua hoặc là thắng thì cái sự mà hâm mộ cái sự tinh thần ủng hộ đó nó vẫn nằm tồn tại mãi mãi trong lòng của chúng ta đối với tổng thống Donald Trump và những cái gì mà ông đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại hoặc là những cái gì ông đã làm cho cái nền kinh tế phát triển đó à thì chúng ta cứ mãi mãi chúng ta giữ trong lòng đó à, giống như là một sự tri, -tri, tri ân tri ân. Và chúng ta là những người Việt Nam cho dù chúng ta sống tại Mỹ hoặc là chúng ta sống tại những nước khác, Việt Nam vân vân thì chúng ta cũng phải giữ vững một lập trường là ủng hộ. Cho dù ông có thua đi chăng nữa thì cái 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 tấm lòng mà trong chúng ta vẫn như thế thôi và chúng ta vẫn tiếp tục sống chứ không phải mà ông thua ông Biden ông lên thì chúng ta lại là À, bỏ nước bỏ củ chạy lấy người không, đi đâu đó thì không phải như vậy bởi vì chúng ta đã nói rằng là chúng nước mỹ là một cái bên thứ hai của chúng ta thì chúng ta sống ở đâu cho dù một chế độ nào cho dù một cái đế chế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải sống làm việc học tập làm việc và đóng thuế cho nhà nước và nuôi dạy con cái cho nên người đó à, làm sao cho đất nước nó vững mạnh trở lại chứ không phải mà cứ thù hận thù hằng hằn nhau rồi người Việt Nam chống người Việt Nam à, mình cũng cảm thấy buồn khi mà à, cái công cái công cuộc mà mà đấu đá lẫn nhau giữa tranh giành quyền lực giữa đảng cộng hòa và đảng dân chủ đó nó làm cho những người Việt Nam chúng ta xa nhau hơn à, không còn những cái những cái tình thương yêu mà chúng ta trao cho nhau trong cái thời gian trước Uh, khi mà tự nhiên dính tới, dán dán tới một cái, cái 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 chính trị đó, thì nó tự nhiên nó có những cái bất đồng ý kiến, không chỉ cho ở ngoài đường mà còn trong gia đình nữa các bạn, nó làm cho chúng ta cảm thấy là mệt mỏi. Vì vậy cho nên là quốc võ um, mong muốn rằng là cho dù đi thế nào chăng nữa, dân chủ có lên hay là dân chủ có thua, hoặc là cộng hòa như thế nào đó, đó, Thí dụ ông Trump có lên hoặc là ông Biden lên chăng nữa, đó thì chúng ta cũng là người Việt Nam nó đỏ ra và vàng, thì chúng ta phải đoàn kết đừng có chửi rủa, đừng có nói xấu, đừng có lăng mạ, lăng nhục nhân phẩm của người khác. Bởi vì cái điều đó là những điều mà không nên, không nên làm trong cái thời thời buổi này. À, Việt Nam chỉ là một cái những người Việt Nam sống xa xứ đó chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi đối với cộng đồng của của người Mỹ ở đây. Một cái nhóm nhỏ đối với cộng đồng của Mỹ luôn chứ đừng nói Mỹ nữa. Vì vậy cho nên chúng ta phải đoàn kết với nhau, à, cùng nhau. À, làm những cái điều tốt cho đất nước, ít nhất là chúng ta cũng phải là trong gia đình để nuôi dạy con cái nè, rồi làm việc, rồi đóng thuế, rồi học tập, đó là một người coi như là kết xã hội hơn là chúng ta đấu đá này nọ đồ, nó, nó, nó không hay lắm. Chứ khi những người nước ngoài nhìn vào cái việt nam chúng ta đó, thì họ thấy rằng là không hay. Vì vậy cho nên là đó là những cái ý kiến của cá nhân, à, mong quý vị hãy có những cái nhận xét tích cực để hoàn thiện hơn à, đối với quốc võ và cái kênh quốc võ này này à, cái clip thứ hai thì quốc võ sẽ chia sẻ về vấn đề về ông phó tổng thống mike mike và những cái cái clip mà nó được những người khác quay để cho chúng ta nhìn nhận cái vấn đề nó rõ ràng giữa hai phía chứ mình đừng có bao giờ mình chỉ nghe một phía rồi mình đánh giá vội thì nó sẽ không có đúng nó không có chính xác phải không ạ rồi quốc võ cũng xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là an lành hạnh phúc và thân tâm thường an lạc nha i love you